các anh em. Rồi, chiếc đầu tiên mình được chạy trong trình hôm nay đó là chiếc Ford GA. Đây hả? Ford GA nha các anh em. Má, cục máy nhìn nó rung đã ghê á. Hello anh em, chào mừng các anh em quay lại với kênh của mình nha các bạn. Hôm nay là buổi sáng thứ bảy các bạn ơi. Và các bạn thấy sau mình không? À, những con xe rất là hoàn tráng rồi, các bạn biết mình đang ở đâu rồi ha. Hôm nay thứ bảy mình đang có mặt ở bên cửa hàng Harley Davidson bên Quỳnh Văn Bánh các bạn, 92/94 Quỳnh Văn Bánh á. Thì hôm nay bên Harley Davidson họ có cái event test drive lái thử nha các anh em. Đó thì trước giờ cái dòng Harley Davidson này mình chạy được mới có một chiếc Iron 1200 à. Thành ra hôm nay mình thấy họ có đăng ký lái thử, thành ra mình sẽ qua mình chạy thử một vài con xe mới để có thêm những cái trải nghiệm về cái dòng Harley này nha các anh em. Đó, rồi giờ mình sẽ vô uống cà phê xíu rồi mình đợi người bạn mình lên nữa rồi hai tụi mình sẽ đi test drive nha các bạn. Đó, hoành tráng quá các bạn. Để cho các bạn coi nha. Đây là showroom Harley Davidson bên Nguyễn Văn Chỗi các bạn. Đây là quán cà phê 1903. Thì quán cà phê này là 1903 bởi vì đây là cái năm mà Harley Davidson họ được thành lập tại Mỹ ha. Tới vô cô, lâu chưa? Đó, đây là những dòng xe của họ nè các bạn. Hôm nay mấy con này cho lái thử nè. Đây quán cà phê bên trong các bạn. Đó. Đó, một vài mẫu xe nè. Đó. Trước mình chạy được chiếc Iron 1200 phê vai đái các bạn ơi. Đó. Mình đi vòng cho các bạn coi các bạn, mấy xe này Harley mình không biết nhiều các bạn ơi. Mình không biết xe nó thuộc dòng nào luôn á. Đây nè các bạn ha, đằng sau là quán cà phê của họ. Đằng sau là showroom chính nè. Rồi. Trong quay trong vòng xíu. À, sau là showroom chính của họ các bạn, bên 9294 bên Văn Bảnh ha. Ủa quán cà phê mình đằng sau hay trước vậy anh? Ở trên lầu. À trên lầu cũng có các bạn ha. Mình sẽ đi vào một vòng cái chỗ cà phê 1903 của Harley cho bạn coi nha. Đó, trên lầu nè các bạn. Ha. Khá là đẹp. Rất là lãng mạn cho ai mà thích không muốn xem xe thì đi vô đây. À, cà phê ngắm cảnh cũng được các bạn. Đó, đây là trên nhìn xuống nè. Ở dưới kia người ta đang chạy test drive nè. Đây là góc bên này nha các bạn. Bức tranh đẹp không? Harley Davidson. Bức tranh đẹp quá các bạn. Hello các anh em. Thì trong khi mà mọi người ta đang test drive ngoài các bạn đó, khá là nhiều người ta đang test drive. Thì mình sẽ đi dạo một vòng showroom bên trong của Harley Davidson cho các bạn coi nha. Đây là chiếc FXDR114 này các bạn. Cái giá này là giá, chiếc này là chiếc xe đã qua sử dụng rồi nha các bạn, 740 triệu đó. Xe cũ đó, mình xe cũ đó. FXDR đó. Đỏ đen. FXDR là một trong dòng xe mà gọi là flagship đỉnh nhất của Harley Davidson đó ha các bạn. Coi giọng nha. Milwaukee 114, Milwaukee A114. Đó. Đó. Đây là chiếc 1200 custom
này mình không biết xe, dòng xe các bạn, mình nhìn trong cái bảng giá để mình nói các bạn nghe thôi à. Chiếc này xe mới ha. Chiếc này Iron 1200 này các bạn. Chiếc này cũng là xe xe cũ nha các bạn, xe đã qua sử dụng. Những cái chiếc xe nào mà nó có bảng giá này là chiếc xe đã qua sử dụng nè các bạn. Là đã qua sử dụng là 395 triệu nha các bạn. Iron 1200 này thì trước mình có được dịp chạy thử một lần rồi. Đây có hai chiếc Iron 1200 luôn các bạn. Chiếc này thì 395 triệu nè. Chiếc này thì cũng xe cũ 425 triệu ha. Đây là Subaru. Cũng là xe cũ, xe đã qua sử dụng 345 triệu. Rồi. Chiếc Lowrider nè các bạn ha. Xe qua sử dụng rồi luôn. Rồi một vòng dạy cho các bạn coi ha. Đó. Heritage Classic 114, chiếc này cũng qua sử dụng rồi, 749 triệu. Đó. Xe nhìn bộ mà hành tráng quá ha. Cũng là hạt lây của khác. Sweet Pop, chiếc này cũng là xe cũ qua sử dụng rồi, 510 triệu. Đó. 107. Còn này là chiếc Sweet Pop mới nha các anh em. Đó. Khá là đông người ta đến mua xe test drive các bạn. Dạ. Đây là dạ. Nha. Ok. Xe trái thì anh phải. Xe trái bấm trái thì anh phải. Trái bấm trái. Cái này nó tự nghiêng nó tự tắt luôn hả? Đúng rồi. Khi mà bóp xuống tự tắt, còn nếu mà nó không bóp. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây. Cũng phải bóp đúng không? Rồi. Lô các anh em. Rồi, chiếc đầu tiên mình được chạy trong trình hôm nay đó là chiếc Ford TA. Đây hả? Ford TA nha các anh em. Má, cục máy nhìn nó rung đã ghê á. Tròn về phía trước và cái tay dáng ngồi cũng tròn về phía trước các bạn. Vào cua ngọt.
Trời ơi trời ơi, máy bát nhìn ra. Mà không, đầu thì hơi nóng nó phả ra rồi nè. Các bạn thấy cái cục máy nó rung không? Rung mà chúng ta nhìn thấy rõ luôn á, đặc trưng của hạt lay mà. Chẳng Sài Gòn chúng ta cứ là số 1, số 2 đi vào phố là hết ý rồi. Đứng ngồi rất là phong thái quá. Gần cận cảnh cái đồng hồ này, đồng hồ đơn giản lắm, chỉ có số với lại tốc độ với lại vòng tua máy thôi. Cái đồng hồ dưới này thì nó chỉ vòng tua máy, cái trên nó chỉ tốc độ. Này nó là km trên giờ ta. Tụi mấy hạt lây là để mai chạm trên giờ hết chứ ta. À, nhìn đã không, tôi thấy ngồi chắc không, rất là thoải mái các bạn. Tuy nhiên con này nó tự khi mà chúng ta vào cua xong chúng ta chạy bình thường là nó tự tắt các bạn. Rồi giờ tới rồi, xem còn được chạy con nào tiếp không. Mà nóng ghê á, má con này mặc quần dày vậy mà còn thấy nóng nóng. Tại nó chạy nhiệt bằng gió.